Đây, nãy giờ là soạn được quần áo cho anh Kỳ. Đây là Hằng đang soạn quần áo để sáng mai đó cho anh Kỳ lên đường nha mọi người. Đây đồ mới. Chứ thực ra thì anh Kỳ ở dưới suối thì đâu có quần áo, đâu có cái gì đâu. Thì trước khi đi vô đó cũng phải có quần áo, tại người ta không có lo quần áo cho mình. Mình phải tự lo quần áo hết á. Đây Hằng lo cho ổng nè. Áo thun lá sát cánh ở chân. Rồi quần jean. Rồi này là áo thun này cũng áo thun mới mua luôn á, mua ra nè. Đó, áo thun gì để cho ông bận. Rồi rồi cái gì đó, rồi áo thun này hai cái. Áo thun này hai cái, rồi chắc đi lấy thêm một cái áo lạnh nữa, bắt đầu mùa này lạnh tới rồi. Nhưng mà ví dụ như sao thì chắc đem mình gửi đồ xuống sau cũng được, lúc mà ông lạnh rồi đó thì đem đồ xuống gửi sau cũng được. Cho nên bây giờ tại cái vali này nó nhỏ quá, không có hết đó, mấy cái quần xì đó, lo cho mấy cái quần xì luôn. Chứ thật ra mấy ổng có gì đâu thì mình cũng phải lo chứ, giờ không có ai lo giờ sao đó, thì thôi kệ đi, coi cũng như là mấy anh của mình thôi chứ có gì đâu. Đây quần xì rồi đó, rồi mấy cái boxer, mấy cái quần cụt đó. Tại vì do đó cũng không được sắp theo nhiều đó, đem theo mấy cái quần cụt vậy thôi. Rồi cái này thì vớ, mấy đôi vớ em theo, ba đôi vớ đó. Với lại phải đi lựa đôi giày cho ổng nữa, không biết cái giày ổng số mấy tao quên hỏi nữa. Bàn chải lấy găng kem, giày mới thì ở ngoài còn, hồi ra lấy cái giày cho ổng đó. Em đánh găng với bàn chải thôi, để ở ngoài túi đi. Đây là cái áo này, cái lạnh thì ổng chồng nó vô cũng được, nhưng mà ra để lục thêm một cái áo lạnh, với lại đi kiếm đôi giày cho ổng. Còn khăn tắm thì khỏi đi, mền đâu khỏi khăn tắm nữa, trong đó người ta có. Kem nó đang thì chắc là bỏ vô đây đi, em bỏ lăn với bàn chải bỏ vô đây đi, mày mời chỉ ổng. Cạo râu nữa, cạo râu không biết ở trong đó có không, thôi lấy cạo râu theo bỏ theo cho ổng. Ok, để đi ra ngoài kiếm giày. Rồi, lấy cho ổng 4 cái cạo râu đi. Râu với kem đánh răng bằng chải thì để râu ở ngoài á. Tại vì á, anh Khanh bữa hổm á, anh Khanh hút 3 cây thuốc hút á. Mà anh Khanh nó hết rồi, rồi ổng còn kêu em mà ổng gửi vô nữa. Thì ra thấy thôi đem cho ông Kỳ 1 cây đi, 1 cây 10 gói thì ổng hút mà tiện đi. Nếu mà ổng chịu mà ở chẳng được 3 tháng thì đem vô cho ổng sao, không có sao. Giờ đem cho ổng 1 cây trước đi. Đó, lo giữ cho mọi người. Cái này là thiệt luôn, mà họ chẳng có anh em gì với mình đâu, nhưng mà thấy thì gì nè, lấy thêm áo hơn này cho ổng. Có anh em gì với mình đâu, nhưng mà thật ra mình coi mấy người này giống như anh em ruột của mình vậy đó trời. Cái này là nói thiệt á, mình cho cái áo tay dài đi, tay mùa lạnh cũng tới rồi, mà ổng ống nhơ mắm nhắp hay cái này chắc không mặc được. Còn nó đi lấy cái áo lạnh nữa. Tối nào nó phát đi ngoài hút thuốc rồi đó, mùa lạnh tới rồi.
Good morning everybody. Sáng nay là Hằng với Toàn đi đi đưa anh Kỳ đi vô GitHub. Bây giờ là đi xuống suối rước anh Kỳ nha mọi người. Nãy giờ Toàn nói là hopefully là trái là đi xuống dưới đó có anh Kỳ dưới đó. Sợ là chạy trốn hả Toàn? Bây giờ ông không có chạy trốn. Tại vì cái này anh Kỳ tự nguyện mà. Chứ đâu có ai ép buộc đâu mà chạy trốn. Nha. Cho nên 10 giờ là anh có cái hẹn vô. Rồi bây giờ là 8 giờ rưỡi rồi, chạy xuống dưới trời toán đúng giờ ghê. Nói 8 giờ rưỡi tới là 8 giờ rưỡi y bon toán không chín phút. Công nhận đúng giờ ghê. Mà bữa nay không có hẹn nhưng Toàn tự nhiên sao vừa Toàn nó hay mặc áo trắng, bữa nay Toàn nó mặc áo đen. Không có kho, không có gọi trước là mặc áo gì mà sao, ủa sao hôm nay Toàn nó mặc áo đen nữa trời. Giờ thấy nữa, thường xuyên là Toàn nó mặc áo trắng, sao bữa nay nó mặc áo đen. Yeah. Rồi bây giờ là, ủa sao vậy? Chót trời trời hả? Sáng nay trường học á, đúng rồi, trường học mà đi đường này ha, phải nãy mình đi đường kia. Sáng nay đi mà giờ này còn động đậy, thức dậy chưa Kỳ ơi? Dậy chưa, thay đồ xong hết chưa? Mặc đồ vậy hả, tôi soạn sẵn cho ông hết rồi, có giày mới rồi vô đó ông dục hết mấy cái đồ vô nha, vô đó rồi cái tắm rửa rồi dục, mang cứ mình vô vậy đi lên đi cho người ta thấy, người ta biết mình đang khổ. Chứ giờ tắm rửa sạch sẽ thay đồ làm chi. Vậy đi luôn đi đó, rồi vô đó quờ đồ đó thì giặt lại, vô đó người ta có máy giặt thôi. Thì có giày mới khác cho ông rồi, thay giày đi. Có đồ soạn sẵn hết một ba lên đầy đủ. Ở ngoài đó thấy cho đồ ăn gì đang nấu, nó không hỏi vậy ra lấy gì ăn không? Rồi đi vô đi luôn. Trời ơi anh Đậu nằm đây vậy hả anh Đậu? Anh Đậu ơi, anh Kỳ bữa nay đi nạp mạng rồi nè, anh Đậu đi không? Đi chứ. Đi ha. Đậu chừng nào đi? Đi xong rồi có ra có được thưởng rồi có về Việt Nam. Không phải lịch đàng hoàng rồi mới đi. Không lịch đàng hoàng không đi chứ ông Kỳ. Đi rồi ông Đậu đi đó chọc. Nói mà trong thế ông Đậu là mê bụng. Đi ra ngoài ăn kìa, ngoài thấy người ta đang nấu kìa. Ở ngoài người ta đang nấu đồ ăn kìa, đi. Thấy cái bếp ở ngoài đang nấu, mấy người xếp hàng kìa, không biết nấu cái gì kìa. Đi ra ăn đi, ăn hả đi. Khỏi hả? Vô đó, xong rồi. Rồi đi vô đi rồi Hằng. Bây giờ anh Kỳ đi vô đó. Anh Kỳ sẽ có một cái anh bạn, cái anh này anh vô được, ảnh sắp ra đó, đầu tháng 10 anh ra đó. Là bây giờ vô cũng building cho ảnh luôn á, nhưng mà anh vô anh nằm bên cái chỗ này là anh còn nghỉ dưỡng á. Thì anh chắc nghĩ là anh phải nằm nghỉ dưỡng một tuần, là vô đó anh cho anh ăn với ngủ thôi. Một tuần xong nó mới đưa anh qua chỗ học, là qua chung cái building với cái anh đang học á. Anh chồng anh đang học, em có gửi em với anh Kỳ sắp vô. Đây nè, đi ra đây nè Toàn. Đó cho nên vô chồng có bạn rồi đỡ buồn ha, không có buồn. Cũng về vô chồng cài nè. Vô cài. Đó. Kỳ gắn hay lên nha mọi người, động viên anh Kỳ á. Cứ gắn đổi lên á. Một anh mà sắp sửa đi ra đó 3 tháng đó. Đó, anh kia á. Nên gắn lên nè. Kỳ gắn giỏi nè. Kỳ này gắn giỏi nè. Sửa sẵn đồ cho ông đầy đủ hết trơn luôn, có đem vô cho một cây thuốc á. Đem cho thuốc không? Cho. Thuốc hút thì vô là mình được quyền giữ riêng thuốc hút. Còn không thì anh phải tự mua. Nên hồi đưa cho anh 20, anh mua nước ngọt thôi. Muốn uống nước ngọt bỏ vô cái máy lấy một đồng lon á. Còn đồ ăn thì có sẵn hết rồi. Anh muốn uống nước ngọt thì anh phải mua. Vậy thôi à. Còn thuốc hút thì tôi chuẩn bị sẵn rồi. Lấy cho ăn cây luôn. Bỏ sẵn vô ba ly rồi. Quần áo sạch đẹp không á. Vô là tắm rửa là có đồ đẹp, đồ sạch, đồ mặc đàng hoàng hết, khăn đồ chàng trải đánh răng cạo râu chuẩn bị sẵn hết á. Miễn sao các anh mà chịu đứng lên là được rồi, thằng lo cho mấy cái đó không có sao phải không? Cái hàng nói thiệt á, các anh chịu cố gắng là được rồi. Ông Đậu đi ra ăn chưa? Hả?
Em thấy ở ngoài này người ta đang nấu cái gì đó mà không nằm đó, anh chị không đi ra đi múc đồ xin đồ nóng rồi người ta ăn. Nơi sáng là có nhiều người nấu cho ăn rồi. Toàn ơi, sắp hàng xin ăn không còn. Giờ cháu còn con. Thôi, hả, sao vậy thì lại đứng nhét lại sắp hàng cho em, cho em xin chén. That's for them, not for me. Nó vô hả? No. Nhưng mà vô xin người ta vẫn cho. I know that, but I know what's going on. Đang chọc con luôn. Nó nói nhau. Cô nó nói gì? Đó, đông dễ sợ thấy không? Nè. Quay cho bà con coi nè. Đó, sáng rồi hả? Là có mấy cái nhà từ thiện khác á, người ta đang nấu ăn, không biết người ta đang nấu cái gì á, đó. Đó, không biết người ta đang nấu cái gì mà thấy có bếp lò bếp lửa luôn mọi người. Đó, sáng sớm là có để nấu ăn cho mấy anh em rồi, hỏi sao sướng không? Đó, nhà đi rất là kỳ, à, sướng không? Cái gì? Đi đi nạp mạng. Kỳ đi nạp mạng hay kìa. Đó giờ hút đó. Hả? Kỳ đi nạp mạng rồi đó. Ê, bà Bi đi nạp mạng ơi, kỳ đi nạp mạng nè. Kỳ đi nạp mạng chứ nạp mạng gì? Chia tay đi, chia tay đi. Rồi chia tay rồi chúc cho rồi, cố gắng lên, nói không cố gắng lên. Rất lắm ha. Đó sáng mai anh em tập trung đây nè, người ta cho đồ ăn kìa. Đó. Tập trung đây ăn đó ha. Yeah. Mấy cô nấu rồi thấy không? Hả? Cái gì? Tới gước rồi đưa ông đi. Chị đưa ông đi luôn. Ừ, giờ đưa ông đi luôn nè. Bà Bi đi đi, bà Bi. Hả? Bi đi đi. Có gì nữa đi, phải gọi điện thoại. Giống kỳ vậy đó. Dạ. Ừ, đi, tôi gọi cho đi. Bi mà nghe lời đi là thương lắm luôn á. Có gì nữa? Còn những chị lẹ thì đi của chị lẹ thì chứ. Ừ. Đây là outpatient luôn. Ờ, đi là nghỉ mát khoảng 3 tháng thôi, ra là có này kia đầy đủ ngon lành. Ờ. Có gì đầy đủ? Có gì đầy đủ, không biết hỏi điều kiện có gì đầy đủ rồi ra đứng lại đi được, đi làm lại cuộc đời. Đúng ngon lành, là. Bà vậy con cô bác thương ủng hộ. Em hỏi chị nè. Ờ. Nhắn về em nè. Ờ. Lát em về. Lát em về em gọi. Em vô cổng. Ờ. Đúng không? Ờ. Việc làm, việc đó, cái việc làm đâu mà làm. Bà đi học xong ra đi tôi giúp. Quan trọng bà chịu nghe lời tôi được. Ở chổng, ở chổng đi làm cũng được vậy? Đó không được, ở chổng là trong 3 tháng đó bà học. Rồi sau 3 tháng đó nó có đưa cho bà ra chương trình hao sinh ở và nó kiếm ở việc làm. Ở tại chổng hay là ở tại trong đó hay là... Ở tại trong sáng đó. Sáng mình đi, tối mình về. Tối mình về là sau 3 tháng. Sau 3 tháng? Sau 3 tháng nếu bà có gia đình thì bà về, còn không có thì bà vô đó bà nó giúp cho bà vậy luôn. Thì ok, biết, thôi bây giờ tôi đi. Bà muốn tôi nói chuyện với bà sao vụ đó? Hả? Em có thú đi. Thú rồi hả? Chút nữa đi về, chút về thằng điện thằng Tiến hay ra. Bây giờ thằng phải đi để trễ giờ. Cho 2 đồng một thuốc. Đó, nó chết giờ luôn á. Cho 2 đồng một thuốc. Thấy không? Thấy cái là vậy á. Bởi vì nghe lời đi. Nghe lời giỏi đi. Cho em 2 đồng một thuốc. Anh Kỳ ơi, anh Kỳ. Ờ, anh Kỳ ngồi đó đi. Anh hỏi tôi ghé tôi cho thuốc hút. Có hả? Có trong xe. Bà nghe lời đi, rồi mai mốt rồi bà đi giống như, anh Kỳ vậy đó. Đi bây giờ bà sống lẹp hè vậy chi bà uổng cuộc đời bà chứ thiệt. Ok rồi. Rồi thôi đi tôi đi á. Ok rồi, sao? Rồi coi như là bữa nay là đi nghỉ dưỡng đó ha. Rồi. Đi nạp mạng ha, hôm nay đi cai nghiện. Đi cai nghiện đó, bây giờ là vô đó tắm rửa xong rồi cạo râu cạo đồ này kia rồi cái là ăn ngủ thôi. Anh ăn ngủ khoảng một tuần xong rồi nó đưa anh qua bên cái building để mà học á. Yeah. Là lúc đó anh đi về vui có nhiều bạn bè, còn lúc anh nằm ở bên nghỉ dưỡng á thì buồn lắm nha. Nằm đó khoảng một tuần á đâu có sao đâu chị. À, anh cứ nằm ăn ngủ suốt vậy thôi, à nó có tới giờ là nó kêu mình ăn rồi ăn ngủ thôi, rồi xong rồi khoảng một tuần rồi nó đưa qua bên học. Học thì một ngày mình có mấy tiếng học lên lớp học, tới anh qua bên chỗ program để học á là anh chung với cái anh Thanh nha, anh đó tên Thanh nha. Nhưng mà tới giờ mà đi hút thuốc đi ra ngoài á cũng có thể hay gặp nhau, tại nó cùng mà cái building bên vậy nè. Thì ví dụ anh thấy ai là anh nhỏ nhỏ con thì anh cứ kêu hỏi phải anh Thanh không. Rồi tối qua em có nói chuyện với anh Thanh rồi. Ừ. Rồi anh lúc mà anh đang nằm bên cái chỗ mà đi thoát để nghỉ đó là anh có quyền gọi điện thoại ra cho Thanh ha, rồi báo cáo tình hình.
Rồi khi mà anh qua bên cái chỗ ghi háp học á, mà anh muốn nói chuyện điện thoại á, là phải bỏ cái 50 sen vô mới nói được. Thì tới hồi lúc đó thì có gì tôi đổi tiền sen á, tôi lên tôi gửi vô hôm trước á, rồi người ta đưa cho anh vậy thôi. Rồi anh muốn gọi ra thì anh bỏ tiền sen vô anh gọi, vậy đó. Còn cái lúc này một tuần đầu á, là anh gọi được khỏi tốn tiền. Anh cứ không nói anh mượn điện thoại anh gọi ra ngoài vậy thôi. Yeah. Là nó cho. Đó, đi vô chổng đi 3 tháng xong về mập mạp đẹp trai lại giống như đợt trước vậy đó. Nha. Em cố gắng lên. Cộng đồng mạng đang ủng hộ tinh thần anh kìa. Ai? Cộng đồng ở trên mạng á. Okay. Tại tối hôm qua nói chuyện với anh Khanh trong đó đó. Thì cộng đồng nghe nói là bữa nay anh Kỳ vô, thành ra cộng đồng mạng hả cổ vỗ quá trời luôn á. Nói anh Kỳ gắn lên, nói chắc chắn là anh Kỳ làm được. Ha. Đi hồi nãy là bỏ cái liều vậy, ai cũng xưng vô đó thì chung thôi. Sẽ bỏ luôn đi. Ừ đúng rồi, ai cũng xưng vô chung, đâu có đồ gì đâu hả? Không có gì đâu. Ừ. Giấy tờ đâu? Đâu có giấy tờ gì đâu. Không có giấy tờ đâu. Wow. Có tên, ta đọc tên tuổi là được rồi. Ừ. Có ai đi phải không? Không có. Mất luôn hả? Ừ. Bữa hổm về có làm rồi mất luôn hả? Có mất. Đó, vô cha. Thôi kệ đi rồi mơ mốt đi ra rồi tôi dẫn cho đi làm. Yeah. Mơ mốt ra rồi đi làm nha, ngon lành rồi. Với một hình dạng khác. Chứ không phải xuống suối nữa, hy vọng là mơ mốt ra không có xuống suối nữa vậy thôi ha. Ừ. Uh-huh. Chị Hằng dán giúp dùm chiếc xe được rồi. Yeah. Thì bây giờ gán đi vô đó đi làm lại được cuộc đời đi. Rồi xong ra rồi có chiếc ví dụ cộng đồng mạng có ủng hộ cho mình chút tiền thì mua chiếc xe cũ để mình có, mình chạy tới chạy lui để đi làm á. Yeah. Bắt đầu xin việc đi làm ha anh Kỳ. Yeah. Mình ra mình tỉnh táo là mình đi làm được rồi, có sức khỏe lại á. Đi làm cái mình có tiền mình xài, mình sống tốt lại vậy thôi. Anh Kỳ vô rồi sẽ có một người vô nữa nè. Ai vậy? Người đó biết anh Kỳ luôn á, bạn anh Kỳ á. Mà không biết anh Kỳ biết tên người đó không à, nhưng mà thôi đừng nói tên ra đây. Tại người đó nói là để chờ anh Kỳ vô xong rồi người đó sẽ nhờ em gọi làm hồ sơ cho đi nữa. Nói đi vô chung gặp hai ông trong đó, nên có bạn vui. Thì giống như vô có người nói chuyện rồi thì đỡ buồn, thì chịu đựng được lâu vậy đó. Còn vô không có gặp bạn bè mà gặp ví dụ như gặp vô gặp mễ, mấy thằng mễ không biết nói tiếng Anh nữa thì cũng là buồn rồi đó. Ngày nào anh ai nó đến thinh nó buồn. Đâu có sao đâu chị Hằng. Ờ không sao. Vô để thì cô và thì lấy sức khỏe lại đó. Ừ. Vô để lấy sức khỏe lại đúng rồi đó. Cố gắng bỏ được cái này. Ờ hả. Gắng cố gắng. Có cái niệm sạch để ngủ đây. Ờ hả, có niệm sạch ngủ nè, có chỗ tắm rửa nè. Vô đó nó còn chở anh đi chụp hình phổi lùm lum á. Vô xong rồi á, anh ta còn dẫn mình đi khám bệnh, ta chở đi ngoài chụp hình lùm lum hết á. Ta sướng lắm, khỏi tốn tiền mà vô đó người ta lo cho về sức khỏe. Thiệt chứ bộ. Ở Mỹ này sướng nhiều cái vậy đó. Cố gắng lên ha, đừng làm cho cộng đồng mạng thất vọng nha. Dạ. Phải ở đó đúng 3 tháng nha. Phải không Kỳ? Dạ, 3 tháng rồi. Ừ. Chuyện nhỏ quá. Ừ, 3 tháng chuyện nhỏ nè. Anh Khanh mà cái anh mà em nói chuẩn bị đầu tháng 10 này ra đó. Mới đi lay lốt dòm qua thôi mà em đã thấy 3 tháng tới nơi rồi. Vậy hả? Ờ. À, mới cái đợt thôi là 3 tháng tới rồi. Rất là nhanh luôn. Tài xế Toàn bây giờ là đi làm qua bên kia chị Hằng đó, bây giờ cho trải nghiệm là biết là đi mấy người đi ghi háp luôn ha. Dạ. Hồi nãy kêu Toàn đứng sẵn ra hàng xin đồ ăn, Toàn nói không phải cho Toàn, nói cho Toàn lại xếp hàng ta vẫn cho chọc. Sáng
chồng con đâu, nó đâu phải cho toàn đâu, nó cho xếp hàng đi người ta vẫn cho. Giờ anh bạn của anh Kỳ nè, xem này rồi biết rồi đó nha, là biết của anh Kỳ đi nha. Tại anh hỏi là Hằng á, là anh Kỳ chừng nào đi. Hằng mới nói thì anh nói anh theo dõi video là khi nào anh Kỳ đi là anh biết liền rồi đó. Đó, bây giờ anh Kỳ là đi đó, ngày nay là bắt đầu đi nạp mạng đó nha. Nói vui là đi nạp mạng đó nha. Một mai đó tới rồi. Gần sát bên nè, đừng có bộ về không nổi. Đúng kì. Dạ. Tôi nói gần sát bên nè, đừng có lội bộ về không nổi. Làm gì có cái lội bộ chị hả? Đang chọc ông mà. Nói bởi vậy, gần sát bên nè. À. Gần tới rồi đó. Rồi còn sớm ha. Vòng ngoài chơi thôi. Mấy giờ kia hả? Cái hạn 10 giờ. 10 giờ vào, sớm quá. Sớm quá. Tại sáng tưởng đâu là xuống ổng chưa có thức chịu thao đi dưới kiếm ổng á mà. I said we go buy some food for him. Bởi vì gần quá vô hổng thằng à. Thằng Hùng nó mới trốn, nó lại bộ về anh Kỳ. Thằng Hùng hả? Ừ, thì hổng luôn Hùng tướng đây nè. Gần quá với vậy nó lại bộ về. Nó trốn với tôi thì không có rồi. À, anh Kỳ là không có rồi ha. Đó, anh Kỳ nói là thằng Hùng trốn với anh Kỳ không có rồi đó. Gắn lên. Gắn lên, gắn, cố gắn lên. Anh nói cứ mấy ngày đó cái có người dẫn các anh đi bộ vậy nè cho nó thoải mái á, đi bộ trên đường á. Không có, đâu có được đi ra ngoài. Đâu được, được. Ê, mà có người dẫn đi, người ở trong đó dẫn, dẫn ai thích đi thì đi. Đi ra cả đám vậy đó, rồi đi theo, đi vậy đó, để giống như hít thở không khí ở ngoài đường rồi vậy đó. Rồi nhìn ngoài đường rồi cho vui vậy đó. Rồi vô đồng vô đây đi, vô đây chạy thẳng tới. Phải đường này, ồ không phải rồi. Phải không? Không phải rồi, đây là qua tới lên ngoài. Xỉn á, tại ổng xỉn. Đâu đây đi. Ổng xỉn cười chết á, nói chuyện xỉn, người xỉn mà nói đổi khóc. Rồi, xách vali xuống. Mở mở xách 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 xuống cho anh đi. Anh Kỳ, qua đây xách vali của anh xuống. Ừ, rồi có đôi giày, cái bọc đôi giày nãy bên chỗ anh ngồi á. Cái bọc á, cái bọc rớt á, ở mấy bên trong bên đó đó. Ở bên trong nãy chỗ anh ngồi á. Ừ, đôi giày á. Thôi cho ổng dơ, vậy vô đó ổng tắm rửa. Ừ. Hình như cái vỏ nó kéo được anh kìa.
đó, hành trang đó đầy đủ nha, bên cái túi cặp ở bên ngoài, ở đây trước đi, ở ngoài này hồi trước đi, chưa tới giờ, còn sớm lắm, còn sớm lắm, anh chưa vô được đâu. Nè, ok, tinh thần sáng sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sáng sẵn sàng đó mọi người. Và bây giờ là Hằng chở anh Kỳ xuống tới chỗ này rồi. Thì chỗ này là cũng cùng với chỗ anh Thanh đó, được một cái là cùng với chỗ anh Thanh, cho nên có gì đó thì cũng có mấy anh em Việt Nam với nhau nói chuyện cũng đỡ buồn. Mà bây giờ thì tới đây hơi sớm, 7 sáng cũng chịu hao giờ. Chịu hao giờ chạy xuống đó, không biết ổng ở đâu rồi, chịu hao giờ chạy đi kiếm ổng nữa, thì ổng mới nằm ổng chờ sẵn ở trong cái chòi của ổng rồi đó. Rồi gắn vô ha, rồi nói chuyện gì dài lời với tất cả mọi người đi. Bây giờ tôi chuẩn bị đi vô program để tra nhiều xì ca, tôi sẽ cố gắng đỏ hút, hy vọng là lần này tôi sẽ thoát khỏi được con đường này. Phải cố gắng ha, gắng cố gắng, phải làm cho bằng được, làm cho bằng được, đúng vậy, gắng lên. Mọi người cũng đang tin tưởng anh Kỳ đó, tại vì nghe anh Kỳ nói là quyết tâm lắm thì mọi người đang tin tưởng anh Kỳ đó, cho nên cố gắng lên. Hằng nghĩ anh Kỳ cố gắng lên thì cũng sẽ làm được. Dòm vô đây nói nè. Dòm thẳng vô ông chính nói đúng không? Hôm nay là tôi đi vô cái chương trình program ca nhiều sĩ ca, tôi sẽ hứa với con Hằng của toàn đời. Tôi ra tôi sẽ cố gắng quyết tâm bỏ hút, làm lại người mới, nhìn nó nóng thích, làm lại người mới. Thì thực sự tôi cũng mệt mỏi cái này rồi, tôi không thích hút nhưng mà là tôi bỏ cũng được, nhưng mà từ ngày tôi hứa sẽ quyết tâm bỏ, cố gắng bỏ để khỏi làm cho tất cả cộng đồng bạn thất vọng. Tôi sẽ cố gắng làm tốt, bỏ xì ke để cho cộng đồng khỏi thất vọng về tôi. Hả? Đúng rồi đó. Đúng rồi đó, giống như là mấy bữa anh Thanh thật sự ổng đi vô đây cũng vậy. Ngày đầu tiên ổng đi vô cười lắm, chứ không có không đi vô ổng thấy sao, ổng không định hình được ổng là ai nữa. Tới qua ngày hôm sau ổng mới tỉnh lại, ổng nói ổng vô giống như ổng cảm thấy ổng hụt hẳn á. Xong cái ổng nói là khi mà ổng ngày sau ổng bình tĩnh lại thì ổng thấy ok, không có cái gì hết. Cho nên cho dù lúc đầu anh vô cái tinh thần anh cảm thấy chán nản hay gì anh cũng không có give up nha, anh cũng không có chán, tôi lại thích vô mà. Ồ, anh thích vô, đúng rồi, anh thích vô là rất là vô mà. Hả, anh thích vô để có cái chỗ ở, để biết có lấy lại sức khỏe để mình cai được cái bỏ cái này. Đúng rồi, tốt. Tôi muốn vô mà, tôi đâu có, tôi tình nguyện vô để cai nghiện. Tình nguyện có cai nghiện chứ cái này không có ép buộc, cho nên cái mà mình mà tình nguyện á, mình quyết tâm á, nó sẽ dễ đạt được hơn cái người ta ép buộc mình. Đây ép buộc là giống như mình đi vì cái sự ép buộc á, mình sẽ không thành công. Đúng rồi ha anh Kỳ. Cỏ này là anh Kỳ tình nguyện 100% nha mọi người. Anh Kỳ nói là nhờ Hằng gọi điện thoại giùm để giúp cho anh Kỳ đi cai nghiện. Anh Kỳ nói anh Kỳ đã quyết tâm. Thì trong cái lúc gọi điện thoại đi chờ đó chắc 3 tuần hả anh Kỳ? 3 tuần. Là đúng 3 tuần. Tuần thứ tư. Tuần thứ tư đó nghe, mới có được cái giường đó nha. Chứ không phải là mình nói mình đi cai là mình dẫn vô là ta chịu, không chịu. Bây giờ có dẫn tới cửa, người ta nói là phải gọi. Còn nếu ai mà lì quá cứ ngồi đại ngay cái cửa mà ngồi hoài, mà ngồi ngày này qua tháng nọ ngồi đuổi không đi thì bảo đảm nó sẽ nhận vô. Nếu mà thật sự ai lì, nếu ai lì mà thật sự là quyết tâm đấy nha, ai lì thật sự quyết tâm á, rồi cứ đi lại ngay cái cửa đó ngồi hoài. Còn cái này nhiều người thường làm vậy không có được, không chịu. Có tên rồi mà. Còn anh nó là cái tên rồi, do lấy phần rồi. Còn ý Hằng nói là những người không muốn gọi điện thoại hết, mà giống không như mệt mỏi như vậy nè. Không, không, mà anh phải mệt mỏi từ dưới suối anh ngồi như vậy. Nhiều chỗ khác nó nhận, không phải chỗ này. Cái chỗ bên văn phòng bên kia á, là nó nhận mà cứ phải ngồi hoài đó, ngồi ngày, ngồi đêm luôn á. Thì nó nhận. Tại vì có hồi trước anh Mộc có kể qua một người, một ông Mỹ, ở ngồi đó 2 ngày 2 đêm. Ủa vậy cỡ nào mà cũng chịu đi, anh nói mày không cho tao vô là tao không còn đường nào tao đi hết. Rồi nó phải làm hồ sơ nó đưa anh vô luôn. Chứ nhiều khi tại vì gọi điện thoại mà người ta là homeless ở dưới suối, người ta đâu có điện thoại. Rồi mọi người nhiều khi nhìn người không có ý chí giống anh Kỳ á, thì người ta gọi một lần nó chán rồi, tao không gọi nữa. Ừ, ngày nào cũng gọi. Còn cái này anh Kỳ á là Hằng gọi ngày đầu với ảnh, xong rồi là người ta cho một cái số phone để mỗi ngày mình cứ gọi như vậy, để mình lấy cái chỗ là anh Kỳ anh gọi mỗi ngày suốt 3 tuần,
thì Hằng đã chứng tỏ được cái ý chí của anh Kỳ đã quyết tâm. Tại vì khi đó Hằng cũng nghĩ là ổng sẽ không gọi đâu, tại vì không có phone nào mà ổng mượn phone nào khi em cần biết là ổng gọi đâu. Nhưng mà ổng gọi mỗi ngày để ổng lấy được cái phòng, thì chứng tỏ là anh Kỳ cái đó là cái ý chí quyết tâm của mình. Cho nên thì thôi đợt này là cũng một cái cơ hội để cho anh Kỳ thay đổi lại được cuộc đời. Thì mong anh Kỳ sẽ cố gắng và làm tốt ha, làm tốt trong cái khóa học, rồi để sau này đó mình bước ra rồi Hằng sẽ tìm giúp cho anh Kỳ công ăn việc làm hay là cái điều kiện gì đó để anh Kỳ có phương tiện để đi làm, rồi hay có một cái động lực á, giống như mình bước ra mình có cái đà rồi có cái người dẫn dắt mình kéo lên á, thì mình phải gắng đứng lên luôn để mình đi làm. Stand on your feet. Chứ khi ra rồi nè, Hằng nói nè, chứ nếu khi mà một khi mình đi ra rồi mà mình không có đầu óc, mình không có ý chí để đi làm á, mình té lại á thì nó uổng, nó uổng những cái gì mình đã làm được á. Đó, cho nên cái gì đi thì vô đây là chắc chắn là ở trong vòng 3 tháng là anh chị sạch sẽ, đẹp trai, ngon lành, tỉnh táo. Đây một bố hình gian đó, bố hình gian kìa. Đậu gâu hay là kem đánh răng bằng chải, các thứ đồ cá nhân của anh đó mình còn sẵn ra trong mấy cái túi cặp đó ha. Có gì mở mấy cái túi cặp ra, rồi có một cây thuốc hút luôn. Nhưng mà ở đây hút thuốc á nó có giờ nha, nó có giờ, nó vô là nó sẽ nó nói quy định anh hết á, mấy giờ là ra hút thuốc, một ngày anh hút được có mấy điếu thôi, chứ không phải muốn hút giờ nào đi ra hút, không phải vậy, tới giờ mới ra hút thuốc. Thì em nghĩ một cây thuốc á thì hút chắc tới ngày ra hết, mà có thiếu được cái gì mình gửi lên cho. Còn thôi là phải mua, cho nên có gì á thì thiếu thuốc hút thì mình đem lên mình gửi ở đây, không có cho mình vô, nhưng mà mình gửi ở ngoài có thể nó hút vô cho mình vậy đó, mình gửi cho ta người đó gì đó thì nó đem vô. Sao có chị Hằng giúp đỡ hay gì à? Toàn không có để, không có xuống mấy suối luôn á, có tin không? Có chị Hằng giúp đỡ đi sao Toàn chúng mấy tụi anh luôn á. Tại đâu có chỗ ở đâu, đâu có mấy năm nửa năm thôi á. Gần nửa năm thôi. Ok, đừng có xuống đó nữa. Tạm này xong rồi, đừng xuống đó nữa, ok. Đó, bây giờ Toàn phiên á, Toàn phiên cho anh chị đó, Toàn góp ý phiên anh chị đi đâu. Ừ. Đó, Toàn phiên anh chị đó. Xong cái này là không có đi xuống như đó nữa đó, ok. Dạ. Yeah. Thấy không? Đâu, bây giờ để chị chụp hình ba người mình cái này Toàn. Hồi trước thì anh ở trên bờ. Ừ. Đúng không? Anh đã chơi cái này là hồi trước ở trên bờ rồi. Đúng không? Ở dưới suối ông cộng có nửa năm mà. Xuống suối có nửa năm. Xuống suối là từ lúc mà tôi gặp anh chỗ anh Hòa đó, đúng không? Là... xuống chơi rồi, chưa ở. Chưa. Đúng là lần đầu tiên gặp ở chỗ anh Hòa mà đâu có nghĩ anh là đi xuống dưới đó chơi mấy cái đó đâu. Đó. Cái chỗ khu đó là chỗ là kêu là cái xuống đó hả? Xuống đó cái suối hả? Suối lên bờ. Cái chỗ mà mình quắt lên. Lên bờ. Còn cái suối đó chưa dẫn Toàn xuống, hồi xưa đông lắm ha anh Kỳ. Đông lắm, cái suối đó ở dưới á, mấy dưới á. Hồi xưa đông người ở lắm. Mà Toàn chưa biết chỗ đó. Hồi xưa gì đâu, cách đây 5 6 tháng trước, 7 8 tháng trước thôi. Anh Kỳ thật ra cái đó mình không có đó, mình chỉ ngủ nó cũng qua thôi chứ có gì đâu. Phải không? Ngủ vậy lắm. Không có ngủ dữ thì ngủ qua, nhưng mà anh có đau đớn mình mẩy gì không? Không, anh không có hả? Chỉ ngủ thôi hả? Ngủ thôi. Vậy là good rồi. Bởi vì có cái nệm nó sướng luôn á. Giờ vô có giường, có nệm, rồi tắm rửa sạch sẽ, có máy lạnh ngủ nữa. Máy lạnh có, nữa.
nó đâu có dằn vặt mình chịu được mà đâu có gì đâu. Thì đó, chịu được rồi mình làm lại đi, bỏ vậy. Thôi khó khăn gì đâu. Chứ phải nó khó tưởng đâu là nó giật giả đau nhất hay là cái nó gì. Nó giật giả. Nó làm mình gấp gáp lâu lâu mình nhớ vậy thôi chứ. À, lâu lâu anh nhớ vậy thôi. Đâu có là mình phải đau đớn hay là. Vậy hả? Tại vì em thấy ở nhà đó thằng Hùng nó ngủ cũng như chết vậy đó. Hoặc là có khi mà Alex nó ngủ mà nó cũng nằm vậy đó, nó ngủ như chết vậy đó. Rồi nó ngồi ra mà nó chịu nó đi làm á thì nó mới tỉnh. Nếu nó ngồi ra nó đi ra vườn hay gì nó làm này kia thì nó mới tỉnh. Còn thôi nếu nó nằm là nằm hoài nó ngủ như chết vậy đó. Thì cái ông có cũng không có gì mà khó chịu á chị. Ờ, không có khó chịu lắm ha. Ý chí nữa là mình làm được. Em nghĩ vậy. Bởi vì em mới tức thằng Hùng đó. Em nói thì bây giờ ở nhà nó cũng ngủ như chết thì thôi vô đây nó cũng ngủ dậy đi thì nó sẽ làm được. Mà không chịu. Giờ vô đây là có chỗ sẵn là anh cứ ăn rồi anh ngủ vậy là sướng rồi đó. Ha. Vậy là thấy sướng rồi đó. Đấy nè, rồi nghe nói ha, là dẫn đi bộ á. Cứ người ta dẫn chiều đi chiều. Vòng vòng ngoài đường. Ừ, vòng vậy nè, đi trên đường nè dẫn đi ai muốn đi thì đi. Giống như là ai thích đi thì người ta dẫn đi. Tại vì tới giờ phải cho đi bộ gì đó, 2-3 ngày dẫn ra cho đi bộ một lần. Rồi đi mấy lóc đường vậy nè. Đó, cho đi mấy lóc đường gì giống như để hít thở không khí á. Nghe anh Khanh kể á. Khung cảnh thì mát mẻ. Nè. Cái nơi này là hàng tới 3-4 lần rồi. Đưa mấy anh em rồi. Đó, cũng nôn rồi, 9 giờ rưỡi rồi, 10 giờ là không đâu. Bây giờ muốn nằm, muốn nằm mệt quá, muốn nằm. Uống nước vô cho khỏe đi. Mệt. Ờ, vô phải tắm. Không, vô đó nó ngồi, nó làm hồ sơ, nó test Covid rồi thủ tục. Đây tới gần tới chiều mới xong á. Ờ, tới trưa đó, ít nhất cũng 1-2-3 giờ mới xong á, của anh á. Vô là nó làm hồ sơ, nó cái này cái kia, nó hỏi mình đủ thứ. Rồi nó còn test Covid cho anh nữa. Đúng không? Chích rồi. Ờ, anh chích ngừa rồi, cái giấy chích ngừa có đây không? Mất hết. Ờ, mất cái gì anh cứ nói là anh có chích rồi. Mà giấy chích ngừa là anh bỏ mất hết rồi. Anh nói cho người ta biết. Hồi nãy để đồ ăn cho ông ăn. Đó hả? Đâu có. Đó là đem vô trong đó để phá, để người ta nấu nướng á. Ờ, nãy mình quên lấy đồ ăn đó cho ông ăn. Ông đâu không ăn? Ông muốn ăn hả? Bây giờ lấy thêm bánh không? Hồi lấy miếng bánh để người ngồi rồi đói ăn. Đây xách bánh đồ theo chẩm nó không cho. Nó chỉ cho xách quần áo. Ờ, đồ ăn uống không có cho. Không cho. Thuốc hút thì cho. À, rồi ok để nói mới nhớ để đưa cho ổng 20 cái gì ổng mua nước ngọt không uống. Cho nên thuốc hút này hàng chuẩn bị sẵn rồi. Còn 20 á là giống như anh bỏ vô anh muốn uống nước ngọt thì anh bỏ vô anh mua lon nước ngọt đồng vậy đó. Nghe anh Khanh nói. Nè. Vậy 20 thôi. Vô đây tại vì không phải là tiếc mấy anh không có cho mà cho sợ mấy anh có tiền túi mà anh nhớ kiểu mấy anh tạo phản chạy ra. Chứ không vậy á, thành ra mua đưa đủ tiền mua nước ngọt uống là được rồi, thuốc hút thì có sẵn, đồ ăn có sẵn. Ừ, khi thèm lon nước ngọt á, khi nào thèm cái mình mua. Nè, trái cây, chuối gì là đồ ăn có cho sẵn hết á, đồ xin nát á. Nhớ đó không, xe đồ ăn chở vô kìa. Mình ra cho ăn đầy đủ hết á. Hello. Mấy người ở trong đó đó. Nó chỗ này là một cái nơi cho các anh nạp mạng, để nạp mạng xong rồi đi ra sẽ làm lại cuộc đời. Có nói với anh Khanh là 10 giờ vô đây đó mà không biết ông có gình gọc để ông kiếm không. Rửa mặt đó. Hả? Ừ, rửa đi, rửa đi. Ừ, rửa mặt đi. Rửa mặt đi, tôi mở xe tôi lấy giấy cho lau. Đó, ngủ dậy chưa, rửa mặt đó. Mặt chưa tỉnh táo. Đó, ở dưới suối thì đi ra đi, bây giờ tội nghiệp, đâu có rửa mặt vậy đâu. Ngủ vậy á, đâu có rửa mặt, rửa mày gì đâu. Giờ vô tắm rửa sạch sẽ là ok rồi. Ở trong đó nó có cái cây đưa cho mình cạo tóc á anh Kỳ. Vô nhỏ anh Kỳ cạo hết cái đầu luôn đi ha, cho nó khỏe. Bàn tay cũng như gái vậy trời. Bàn tay nhỏ nhỏ nhắn đó nha. Nha.
đưa đứa trai đây tôi cất cho dục cho cất thằng gái thôi. Nó cũng đầy không có được nữa gác. Chín giờ rưỡi rồi. Hả? Thôi để dẫn anh vô cửa luôn. Để dẫn anh vô cửa luôn nha. Anh phải vô cửa tôi mới yên tâm chứ đứng đợi vậy. Không có sợ nhưng mà đưa anh là phải đưa tới nơi tới chốn, sợ gì đâu. Đâu có sợ anh trốn đâu à? Ê, đâu có sợ đâu. Nhưng mà phải đưa ít nhất anh phải bước vô cửa rồi anh mới yên tâm. Đưa phải tới nơi tới chốn nha. Ổng nôn á. Ổng nôn lắm. Một ngày mà ngủ mấy giờ à, mấy tiếng? Đâu không ngủ được gì phải không? Không, ăn ngủ được nhiều. Ăn không được. Ăn vô tại vì anh bị stress quá đó. Tinh thần phải ổn định lại ăn uống mới được. Ăn không được mệt lắm ạ. À. Mệt lắm ạ. À. Ăn vô không ngon miệng ha. Ăn vô không ngon miệng ha. Ông này ông đang anh đi với ông chị. Anh đi với ông chị đây. Hỏi anh chị, hỏi thăm anh chị đi. Dạ. Có bà con không? Hả? Có bà con không? Bà con á. Có bà con ở đây không á, toàn thôi. Có gia đình, có anh, có chị, có em. Ở sao OC luôn hả anh Kỳ? Vậy là chắc anh Kỳ có theo dõi không? Có biết coi cái này không? Chắc quậy có nghe nó coi. Ồ, vậy là bữa nay anh Kỳ đi là em của anh Kỳ sẽ biết. Có nói nó hôm qua. Ờ, nói rồi hả? Ủa, hôm qua gọi điện thoại cho hay hả? Gọi về nó, gọi thằng em á. Ồ. Nói bữa nay vô. Ồ, vậy hả? Nếu có coi là bữa nay ông em biết rồi. Biết là anh Kỳ bữa nay vô rồi. Em ruột anh Kỳ luôn hả? Ừ. Hay ra đây, không lo nó chạy luôn. Ừ. Dạ. Yeah. Ok. Đó, được rồi, mình nhá, mình làm sạch đầy. Ok, thôi được rồi. Vô đây, vô bấm chuông đi, vô 3 tiếng nữa. 9 giờ. 9 rưỡi được nè. Ờ. Được rồi. Hả? Sách. Bắt đầu vô. Đây em sách cái bọc cho anh chồng cái hai đi. Thôi đi tới đây thì tắt đi toàn thôi. Ok. Hai cửa trong cho mình quay. Nói tạm biệt kìa. Ok. Rồi cho anh Kỳ nạp mạng xong rồi. Nói nạp mạng thì nói cho vui thôi mọi người. Đó xong rồi đó. Đó ông vô rồi. Đó ngay cửa kìa. Ngay cửa bên trong đó. Nhưng mà lúc nào cũng vậy, đi vô ngay mấy chỗ này thì người ta không có cho mình quay phim. Cho nên rồi thôi tới đó thì Hằng tạm biệt ảnh rồi. Coi như là vô nạp mạng rồi, hy vọng thì ảnh làm lại cuộc đời sau 3 tháng. Rồi sau 3 tháng thì anh Kỳ sẽ thành một người mới. Ok, rồi video của Hằng tới đây xin tạm dừng. Rồi bye bye. Rồi đi về Toàn ơi, bye.